Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của Sĩ Lê. With you. Tướng Linh Hạ Phàm. Không có gì lắm anh em ơi. Đó, hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này thôi vậy. Bye bye. A few moments later. Hai anh đợi mình sau chuỗi thua và mình đang có tín tín nhỉ. Khá nhiều cung. Đây là chắc phải next job. Chắc sẽ tạm này hả? Sách thánh à? Tiếc thế mà bán tu len đi xong. Sớm đấy anh em ơi. Sớm sủa phết đấy. Mẹ có sách thánh nhỉ? Khó hiểu ghê. Vũ trụ đang định bảo chúng ta điều gì chăng? What is the universe is trying to tell us? Vũ trụ định bảo điều gì ấy nhỉ? Sách thánh mà tập đánh à? Thú hay là cung bây giờ? Thú hay cung hay gì nhỉ? Sách thánh này đánh con cát cũng được, thì vẫn đánh cung được anh em ơi, bởi vì có Yon 2 rồi. Cung cũng khá tím. Thùng này. Thành thú nhỉ? Đồ này rồi, nó ra sách Gaia rồi. Gaia đã không hợp đánh đánh cung bằng đánh thú anh em ơi. Cá nhân mình thích đánh Gaia thú hơn. Thử cái này đi. Cần thì bán Darcy đi. Khét lẹt anh em ơi. Nên mong ra một thể ma tộc hay một thể gì đó anh em. Ma tộc, thể thú, thể thánh đồ gì đó. Chơi hai đội này I'll never forget the night we met
Đời bị ma. Nhớ vô sâu tên đường. Ui, may kịp nhảy pha thứ hai đấy. Ui, sấy. Cố lên bạn ơi. Thánh đồ đi. Choáng đi. Đừng cho nó ulti. Rồi bạn ơi. Cho Caffeine vào cầm nó sấy được nhỉ. Rồi mà lốc đang gánh. Lần bán đi, tí mua lại sau nhé. Thêm tí tiền anh em, tích tiền. And now my eyes become dry. Inside. Thôi. Thôi, tham lam quá nhiều anh em. Làm cả thánh đồ cả các thứ nữa sao chịu được hai con thú à, khi bỏ Noma được rồi nhỉ anh em nhỉ, nhưng mà phải cần bốn thú. Phải có bốn thú cơ anh em ơi. Cái này cho con ma lốc nó tanh vẫn được. Chỉ ma lốc cập chi hồn luôn ngon đấy chứ. Đừng đùa. Chưa bốn thú anh em ơi. Thôi chơi này một chút nữa đi. Không có quả thương nào đâu. Ôi ơi, sao các bạn lại đứng thế này thế này. Đấy, đúng thế. Cho chị hồi này Maloc đi. Xin cường Maloc phát. Chị đập đến Maloc 2 luôn được. Giữ chuỗi thắng không nhỉ. Chuỗi thắng đi. Chơi game chắc chắn anh em ơi. Chơi game chắc cốp. Chơi game chắc cốp xong mình phát trí luôn. Chơi game chắc chắn quá. And every night, and every night. You got all my tears. And now my eyes become dry. Theo chi hồn con này đi. Muốn đuổi đầu tanh cho con Maloc một tí anh em ơi. Tại ít con bây giờ giết được con nhon mình nên mình cũng không cần không thích đầu tanh cho nó lắm. Cần tanh cho con ở dưới hơn. Già lên 2 giữ chuỗi thắng tiếp nhé. Tích tiền giữ chuỗi thắng thôi. Trách phát là xem có ai đánh gì nguy hiểm không nào. Ôi mà lúc mình đứng giữa là nhảy phát hay có chạm hai con kia nó dính mặt đấy nhỉ. Hết phết cho nó nhảy giữa đi. Này đứng né né sang đây một chút đi. Sao xong thành tính thánh đồ ở đâu rồi. Nhảy được không nhỉ. Đè nét dính vào thánh đồ ở đầu. Tưởng mỗi mày có thánh đồ đấy hả? Đen rồi. Chứ ra mấy nhà còn lại đánh ngon. Thú 3 con này, thiếu 1 con em ơi. Thú 3 con.
Kỳ quá. Mang thêm chút nữa đi. Chrissy cần thì bóng. Đánh đồ này. Cho con John save vào con đấy các anh em. Con đấy xong save vào con Amelie các. Mình vẫn còn con giá ít nít à. Ui lúc nhảy rồi đen thế. Anh lau bên kia gánh đam quá, mất cái chuỗi thắng của mình rồi anh em ơi. Ở đấy Malok phải đứng sát bên phải mới làm nhảy được. Đấy nhảy được. Tại có nhiều nhiều nhà để giữa quá mà toàn gặp nhà thánh đồ anh em ơi. Đen đen ở dưới. Nhiều nhà để giữa lắm. Định bắt nhiều nhà khác lắm. Nhiều nhà để bắt. Xin thêm con thú nữa không có anh em ơi. Chưa có, sắp có. Đây là nhiều nhà để giữa giữa này mà Malok mình cũng nhảy được nhiều vậy. Bắt chín anh em ơi, bắt chín thôi. Kệ các bạn ấy thích làm gì làm nhé. Do này mình roll không ra rồi. Mà lúc thì mình có một con được rồi. Ôi, thôi, 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 thôi. Ôi, thôi, 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 xong rồi đấy. Hiểu cái vấn đề liền luôn rồi đấy. Vấn đề liền luôn á. Mà lúc bên này đi. Chết thánh lốc. Không có thánh đồ à. Ai sợ ơi. Ai sợ ơi. Có muốn thế này đâu. Cùng chiến này. Tạo phù thủy đi. Không có nhiều sát thủ lắm nhỉ. À đây có một con này. Thên. Thên này trông đáng ngại đấy. Kệ okay. Ngon, trồn quả đẹp quá, 10 điểm bạn ơi. Cái này để sách thánh cho... Thôi phải truy hồn cho John nhé. Tưởng John phát em này. Vì ma lốc nữa. Mặc dù John này không có thánh đồ. Hơi dở. Thống khổ nhá, bởi vì khá là nhiều. Khá là nhiều các nhân vật ở dưới kia. John này cũng không khó, không... Hơi khó để chết là mình cũng không... Để gai A gì cho nó. Quỳ, cũng ghét nhỉ. Nhưng ba phần sát thủ nó sẽ đẩy sang bên này thôi, không lo. Vida mình Vida một hơi lo đấy nhưng mà ta có công ty luôn này. Lốc vẫn nhảy được này. John sấy được mình cũng không ăn thua lắm nhỉ. Nên ghét là nó một cái gai A không ta.
liều tí đi, cho Malok đồ tí đi. Tại bây giờ thứ nhất là con Malok mình nó đang có thánh đồ, ở đâu nó có ma tộc. Hay tôi bỏ Yon nhỉ, nhưng bỏ Yon chơi cũng hơi tiếc. Và Doom nhé, tí nữa mua lại sau nhé. Pha sau mình lên được, năm pha sau mình lên. Thế này, quét nộ luôn này. Chắc là đang mình có cho ta vẫn đánh bên này thôi, không có gì. Thế đây rồi, gặp đúng bạn mình sợ này. Đây mình sẽ bổ đâu đây? Nhất là Yon mình có truy hồn nên sấy nó cũng gần chết con thêm rồi anh em ơi. Vãi trưởng bảo gần chết con thêm mà nó không chịu chết kìa anh em ơi. Nó cứ hồi máu vậy. Gì vậy rồi? Chết đi thằng ngu kia. Nhảy đi phát nữa. Vãi trưởng. Gần chết rồi mà nó không chịu chết ạ. Luôn nhá. Ground control, we have ignition. Một tên thánh đồ sẽ tự tin hơn hẳn anh. Bạn này mình gặp rồi. Bạn này thì né né ra. Lốc ở giữa. Gặp bạn Ignis này nữa nhỉ. Nhưng mà ít nhất còn đỡ hơn gặp bạn Yon sấy luôn vào đầu. Ui không nữa nó nhảy được rồi, khó quá em ơi. Mày may có già ulti phát. Ulti phát nữa. Ui ngộ con kia choáng ấy nhỉ, ngon phết. Nhảy. Ui ơi. Đấy bắt đầu con Yon bắt đầu khỏe anh em ơi. Đến lúc rồi đấy, đến lúc rồi đấy, đến lúc rồi đấy. Già này. Đến lúc phải cho này tính đồ thôi. Nhỏ này bắt đầu quan trọng. Mà lúc đứng sau đi nhá. Mà lúc mình nó phải chịu khổ một tí vậy. Chấp nhận rồi. Nhiều Yon quá. Không né được hết. Nhiều cái này. Nhiều to. Để chắc mình thêm một con thêm nhỉ. Không sao nữa. Mà lúc 3 Yon 3 nhỉ. Yon 3 thì mình phải vào mấy bạn kia. Kia ai định chết không? Ui mẹ Yon toàn mẹ top à? 25 máu à? Mà lốc 8 con. Tiết kiệm tiền đi không? Tiết kiệm tiền, đi. Tưởng tiết kiệm tiền đi. Bon cát này mình chí là thế này nhá. Chí là cho bon cát này chơi luôn. Góc này không có Yon không? Mình nhớ là góc này không có Yon. Không có Yon đâu anh em ơi. Không có Yon nữa. Nhà này không sợ lắm này. Nhà này không có thánh đồ. Cũng hơi sợ. Ma lốc mình không làm được gì. Đồ mình vẫn cho con cát này. Con cát làm được việc không em? Làm được việc không em? Cho mà lốc cho nó ulti sớm nhé. Cho làm gì mà. Cho quét được mà. Từ trong Malok xem sao. Một phát anh thường này. Ui
Ui, biết thế cho Crest anh em ơi. Phí thật sự. Sao Yon đấy à? Bạn này chắc vẫn cần được hết. Nhưng mà phải đi tiếc nhỉ. Cho Crest đi, nộ luôn đi. Nhược nhiều Yon hơn cho mình chưa? Ui, bốn bạn đầu để đánh thú hết này. Điên rồ thật, quỳ vẫn chưa thấy đâu. Chờ vòng 25 mà. Chờ vòng 25 mà. Let there be light. Don't worry, I will stop at nothing. Quét mình đứng đấy nộ được nhiều phết đấy. Đây đây này. Nộ được cái góc này vào đây vào con Yon thì ngon. Mình vào đi lấy con này. Tăng sao nữa lên Maloc 3 à, nhưng mà Maloc 3 trông nó cứ lỏng lỏng sao ấy ta. Maloc 3 khi lên từ từ ấy, mình lên đập đi Yon 3 đây anh em ơi. Quét nộ này. Maloc mình chắc phế. Không có gì chơi. Còn cắt một thôi. Cắt một với là Yon gánh. Hay lên Maloc 3 nhỉ? Maloc 3 mình nghĩ từ từ lên vẫn được. Từ lên. Chờ nó vòng 25 biết đâu ra thì mình lắp lên 6 thú. Trông nó điên rồ. Không 6 thú được thì thôi. Cắt 2. Quy cũng chưa thấy đâu. Mẹ thánh đồ vẫn chưa ai đi ạ. À? Đây, các bạn này sắp đi này. Đi được hay không thì không biết nhưng mà... Cố gắng nộ thẳng mặt con Yon tí cho nó đỡ phải chơi nhưng mà chứ mấy con Yon này mà được chơi nhiều thì... Giờ phết. Có nộ được vào góc góc chéo chéo kia không? Ui đẹp quá. Nộ đúng góc mình cần ạ. Đúng góc mình cần. Con già khạc lửa mà còn nhổ nhổ mới phát rồi kia nữa là ngon. Già khạc lửa. Đúng rồi, khạc lửa vào đấy. Này đi. Mẹ chưa đi rồi. Chưa có những thánh đồ cho mình anh em ơi. Mẹ thánh đồ toàn thắng mới đau nhá. Thế mới đau. Thế mới thấy sức mạnh thánh đồ nó ghê gớm nào anh em ơi. Mà là ghê gớm. Mạnh thánh đồ. Nó pha này xem thế nào xong mình nếu mà cần thì mình sẽ bán hai con thú rồi đi nhá. Không thì mình bán con Lily thay hai con thú mà. Không mình giữ Lily rồi chờ Quy vào thôi. Quét quan trọng lắm. Quét nộ luôn quan trọng. Ba bạn thánh đồ đánh nhau này. Hai con thêm gửi còn một thẻ thằng sao đâu xem pha này chơi gì đây thằng sót tướng hay gì không ngon quá anh em ơi 10 điểm 10 điểm. Quy này. Tặng cái con già trước đi. Quy mình đứng sau. Cần thêm Maloc nữa. Quy thì muốn lên Quy 2 nữa. Chơi già còn thêm một chút nữa. Quét nó ui gần đẹp. Nó nộ ở giữa, nó không nộ ở giữa. Lên bầu đẹp đấy. Khả năng bạn này thắng mình anh em. Nhảy được, ô mày thế. Tưởng phải đứng yên rồi. Nhảy được phát. Nhảy phát nữa được không? Ôi không được, đứng yên rồi. Cũng một thể đằng sau bây giờ mình lên Maloc 3 được này. Nhưng Maloc 3 có quan trọng bằng John 3 không? Một con gì, con béo này cũng thế nào đây.
chưa ai phải đi cả. Ngọc đại đối thủ đi, thêm giáp một mệnh nhá. Malok này cho con Malok đi. Giáp một mệnh cho Yon. Quy, quy vào đi. Đến lúc Yon. Thằng ơi Yon 3 trước nhá anh em nhá. Quan trọng con Yon 3 hơn. Malok này sẽ từ từ mà lên 3 thôi. Một con Yon nữa nhá. Tiền. Ok, sao đang nộ góc kia nữa nhỉ? Góc kia đang đẹp mà em. Mà lúc mày chắc đứng yên này. Nhảy được phát nào. Con cắt nhảy được góc này đẹp này. Okay. Thêm một thêm con cắt gì cho mọi người được mình mua. Hạ này thì vào bộ bạn vả nhau đi, trời ơi. Một con Yon nữa anh em ơi, cần một con Yon. Cần một con Yon. Còn một con. Bán con này đi nhá. Tiết kiệm từng đồng anh em ơi. Một con Yon, không có rồi. Một con Yon, không có rồi. Thương bắt đáy à? Tập sao mình nghĩ mình thua anh em ơi. Thương bắt đáy. Do mày đứng đâu nhỉ? Do mày đứng giữa. Thằng mặt. Thằng mặt góc này không đẹp lắm, mà thằng mặt từ chéo chéo đây một chút. Hai này con nào có cho không? Thằng mặt chéo đây. Nộp được con Malok, à được một con Thên này. Mà lốc này nhảy được không? Nhảy được không em? Cố gắng nhảy một phát đi em, con cát thôi, vừa con cát được. Bắn mà lốc thì còn con cát. Nhảy, ok, Yon sấy nào. Sấy nốt quét được không? Mình kia bỏ cuộc à? Sao nó bỏ cuộc nhỉ? Anh ấy thắng được mình mà. Con Yon 3 mình chưa lên nữa. Khó hiểu thật. Có đấy, bình định. Mình định đánh chiêu chiêu bình thường thôi để thua cũng được, không sao, để mình ván sau mình phát ra mình gỡ ấy. Sao lại bỏ cuộc nhỉ? Nhường à? Bạn lại nhường mình rồi. Sẽ chơi game nhường này. Ôi giời ơi, sao lại sẽ nhường mình. Trời ơi. Vậy thôi em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Em thích clip này hãy like, subscribe và hẹn gặp lại em trong các clip lần sau nhé. Khó hiểu ghê ta. Chứ game mà nhường.